xin kính chào ông bà cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với video của em ha. Hiện tại bây giờ thì em đang thấy có một cái đám tang được đi hỏa táng mọi người ha. Thì kính mời mọi người theo chân em đến tại hỏa táng mọi người. Hiện tại bây giờ thì đám này là chắc chắn là thiêu rồi đó. Tại vì không có trinh lên trinh sáu loại cho mọi người. Em đi trước để mà đón xe tay ha. Bây giờ thì đã tới chỗ mà an táng, chỗ mà làm lễ mọi người. Chào thầy. Chuẩn bị làm lễ cho mọi người ha. Không có bên này cầm con quay được không? Gì đâu?
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nhâm dần tiên ngưỡng tàn tê 62 tuổi quá bạc ngày 11 tháng 5 năm biết mèo. Ngưỡng bóng bọc lập từ nay thông điệp hướng linh nghe pháp dân kinh tốc xạ uống đồ tiên sơn. Chúng sanh tình vợ vô tình tài thật Phật cao tam tố A Di Đà Phật. Tiêu nhiêu nhân tây giới bán tàn bảo tiên đài kim dũng thế tôn thì Như Lai tâm thọ ký kỳ thành chiên mạng con cháu lệ tất tư bà ơi. Rồi cũng xin chia buồn cùng với gia đình, cầu hương linh chú về miền cực lạc. Còn bây giờ thì em xin kết thúc video tại đây nha mọi người xem cho em xin một like đăng ký, em cảm ơn mọi người rất là nhiều.